Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên Ngọc Vân. Chào chị Ngọc Vân ạ. Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nghe nói là Đà Lạt có mưa ngập, tình hình cụ thể như thế nào ạ? Vâng, chiều nay trận mưa dồn dập trong khoảng một tiếng ở Đà Lạt đã gây ra ngập cục bộ một số tuyến đường gần suối, ảnh hưởng đến việc đi lại. Hiện tại thì mưa đã tạnh và nước cũng đã rút nhanh. Thêm một thông tin đáng chú ý là ở Kon Tum đã có 6 trận động đất liên tiếp ở huyện Kon Plong xảy ra trong ngày hôm nay. Trận mạnh nhất là vào lúc 13 giờ 39 phút có độ lớn là 4.1. Đây là trận lớn nhất kể từ sau trận động đất kỷ lục với độ lớn là 4.7 cách đây hơn một tuần. Hiện nay thì chưa ghi nhận thiệt hại gì. Tuy nhiên, Viện Vật lý Địa cầu thì vẫn đang tiếp tục theo dõi và khuyến cáo người dân ở huyện Kon Plong và các địa phương lân cận chú ý khi có rung chấn xảy ra thì cần bình tĩnh. Nếu đang ở trong nhà thì ngay lập tức lấy tay ôm đầu và trú xuống dưới gầm bàn gầm ghế. Việc hoảng loạn chạy ra khỏi nhà có thể bị các đồ vật rơi, đổ vào người. Trở lại diễn biến thời tiết trong đêm nay, thủ đô Hà Nội dự báo còn có lúc mưa rào nhẹ trong buổi tối và đêm nay. Nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất ở vào khoảng 26-27 độ. Sáng mai, ngày Quốc khánh trời sẽ tạnh mưa, hửng nắng trở lại. Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh, sau những cơn mưa chiều nay, đến tối và đêm trời sẽ tạnh ráo, không khí dễ chịu với nhiệt độ ở vào khoảng 26 độ, rất lý tưởng để mọi người xuống phố vui chơi trong ngày nghỉ lễ. Còn bây giờ, xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.